không? Có mấy ông qua hả? Đến giờ ráng nha. Không là ráng chậu mỏ không hả? Muốn đồ công tơ không? Thằng gì bây giờ? Cái gì cũng được mà. Thì làm gì giờ? Cái gì cũng được em. Phải chấm nha. Trời tới luôn. Ê, mày nghe sao mới mùa đẹp không? Tới cũng giống mấy cái ông trước mà. Anh ở đâu vậy? Anh ở đâu một tiếng? Không hợp với anh đâu. Nên mặc áo này dài đi. Sao quá. Nhậu không? Nhậu không? Nhậu mày? Mày lại được không? Thôi mà bà đừng có khóc mà. Có người này có người khác. Coi như cái cũ đi sao cái mới tới đi bà ơi. Lỡ lâu mới rồi sao? Hello bà. Ê bữa nay tôi mới lạnh luôn. Mình đi shopping đi. Đi nhậu nha. 300 em. Trời ơi, cưng quá đẹp trai. Cái này 100 được không chị? 150 thôi. 160. Thôi 200 nha. Trời ơi, mấy anh có chút xíu thôi mà. Mày bệnh gì không ta? Chết rồi, ngày mai mình có sinh nhật. Cuối tuần này có đám cưới nữa. Mới một cái nằm hôm qua nữa. Làm sao đi, làm sao đi. Thằng con kia, con không chết. Anh đợi cái ông không? Sao mà đâu được?